Nhân chi sơ tính bản thiện. Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận tập tương viễn. Tí tao đập thẳng dương tiễn. Này, hả? Anh đọc cái gì anh? Tao đọc cái gì? Tao đọc mơ đánh nhau dương tiễn mà. Các trò tập trung vào học đi. Cấm ngủ gật. Vâng ạ. Vâng ạ. Cầu bất giáo tính ái thiên. Cầu bất giáo tính ái thiên. Giáo chi đạo. Hoa. Con xin phép có ý kiến. Cho có ý kiến gì? Con đến đây để học phép chứ phải học chữ đâu. Thầy nói tiếng Tây tiếng Tổng thì con chả hiểu cái gì cả. Con lại không biết rồi. Tiên học lễ, hậu học văn. Con hiểu chưa? Chưa ạ. Thầy nói rõ ra xem nào. Thầy nói tiếng Việt à? Không, thầy đừng dùng từ Hán Việt nhé, dùng từ tiếng Việt ấy. À. Trước tiên là phải học lễ phép, rồi sau đó mới học về văn hóa. Con hiểu chưa? Dạ thầy ơi, cho con hỏi một lần nữa là cái mục phép thuật nó nằm ở đâu ạ? Người ta nói rồi, văn võ là phải song toàn. Chữ võ luôn đứng sau chữ văn. Amazing, good job thầy. Chữ võ thật chữ thôi. Chữ võ là vò o vò ngã võ. Con hiểu chưa? Dạ thầy ơi, thầy bỏ chữ văn cho con học luôn chữ võ được không ạ? Ai cho nhảy cấp như thế? Mình học theo thứ tự chứ. Đúng rồi. Mày tao hết văn rồi. Thế lên các ngươi hết tập trung nghe ta giảng tiếp nào. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Alo, alo, anh Bình Quân có phải không ạ? À? Anh đây. Em là em anh Mạch, dạo này anh có khỏe không ạ? Vẫn thế. Các trò tự học đi, ta có việc bận. Vâng, thế đi đi, bọn con tự học được mà. Vâng, bọn con ngoan mà, nhã nhỉ. Các con học hành cho cẩn thận đấy, tí về ta kiểm tra. Này, chú mày, kiếm giờ thì chơi đi. Ok, ok luôn. Này, anh đi làm loạn đấy à? Tao giỏi nhất cái lớp này, tao có quyền lãnh đạo. Đi chơi thôi. Này, anh mới đi chơi á, tí về mách sư phụ. Người tưởng ta sợ á, anh em đâu? Đi. Ta nghe nói sư phụ có một loại thảo dược á, ăn vào á, xung quanh ta gấp bội luôn. Chết á? Thật. Đi luôn. Ăn nhưng mà ăn cái đấy không no. Em muốn ăn cái gì mà cho nó no bụng cơ. No bụng á? Trong vườn của sư phụ có gì nhỉ? À, đặc tiên này. Đi luôn. Mấy người mà đi ăn trộm nhá, tí ta về, ta về ta mách sư phụ. Mày bẻ cẩn thận đi nhá. Thôi, quả này ngon hơn mình lại quả này. Thơm quá. Thơm lắm. Anh nhau, xong rồi chưa? Xong rồi. Để anh đi. Đi. Các người làm gì ở đây? Em mà đi chơi. Đúng rồi. Đây đâu phải chỗ chơi của các người. Chỗ này là vườn đào tiên của Thái Thượng Long Quân. Đào tiên? Thì ra đây là vườn đào tiên à? Chỗ này người ta có cấm vào không hả anh? Tất nhiên là cấm rồi. Lần sau các người không được vào đây đâu. Cấm ạ? Thế không được thấy đào tiên. Thôi, bọn mình về. Đi. 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 Đây. Thế còn tay kia? Đi đây. Hả? Cả hai tay. Đi đây. Bọn em có giấu cái gì đâu? Đúng rồi.
Sao anh coi em như người ăn trộm vậy? Nhìn mặt bọn em thiệt hại này. Còn như đổ lỗi linh tinh rồi dỡ anh đi về. Thật đấy. Nhìn mặt cũng giống ăn trộm đấy, nhưng không phải ăn trộm. Thôi được rồi, lần sau cấm bén mảng vào đây đấy. Tức quỷ đấy, đi về. Đi về. Về tới em. Con này như bọn dở hơi, đi tiến không thích, lại thích đi lùi. Kẹo bọn em, chú mày. Sư phụ bỏ chạy lùi đấy, chạy. Sư phụ dạy thế à? Đặc lỏng mới được. Được rồi. Xe mà nhanh hơn. Ok rồi. Quả anh to thế. Anh to à? Này, có người không bẻ cho hạt tiêu một quả à? Nó là học trò cưng của thầy, nên là ngày nào chả được ăn. Có mình học sinh cá biệt, nên là thầy có cho đâu. Thế nhưng phải ăn trộm. Thế thì bọn mình lại phải chén rồi. Hả? Mọi người vẫn chưa về, sư phụ cũng chưa về nữa. Ngủ quá. Na Cha. Dạ. Na Cha. Sư phụ. Sao con lại ngồi đây một mình? Mọi người đâu hết rồi? Mọi người á? Mọi người đi về hướng vườn thảo dược của sư phụ rồi. Còn trong này, em đi quậy phá gì rồi? Sư phụ ra xe mau đi, không á mọi người sắp bẻ hết vườn thảo dược của sư phụ rồi đấy. Ta phải đi xem nghe mới được. Sư phụ đã con đi rồi. Nào ạ. Nào ạ. Mà em buồn ngủ nhỉ? Tại anh buồn ngủ. Tôi đi về. Không ngủ luôn. Không ngủ đây, ngủ đi sư phụ. Sư phụ đến làm sao? Còn hơn là ngủ nữa bảo. Là tiền của ta. Các người, dậy đi. Ai gọi đây, đang ngủ ngon. Sư phụ, dậy. Dậy. Sư phụ. À, chú phép các người, dám đi bể trộm đào tiền của ta. Con bể trộm đâu? Đào nó rụng xuống, con nhặt về một con ăn thì chứ. Đúng rồi. Vườn đào tiên là khu vực cấm, ai cho các người đi vào đấy? Ra, có ba con chuột nó chạy vào rồi. Nó tha đào ra đây, con đuổi, mãi mới đuổi ra tận đây. Trong nó mang đào ra đây. Để lên này. Nó để nguyên đây đấy, không trong... phải con ăn, con hái đâu. Con chỉ nếm miếng thôi. Anh Trung, có phải hai con chuột đỏ một con chuột đen đúng không? Sao mày biết? Anh Trung ơi, trời ơi, phải phạt thật nặng sư phụ ạ. Sư phụ, không phải bằng con, mấy con chuột mà. Mọi người đâu có mà chối nữa, chứng cứ rành rành ra rồi, còn cứ chối. Các người, vào chân kia nhặt hết lái cho ta. Nhanh. Đứng dậy, vào nhặt lá đi. Này, đừng để lá này, nhặt bao giờ mới xong. Đại mượn. Này. Anh sao? Đại sư phụ là cái gì? Mày đang tự nguyện đấy. Là đại sư huynh đấy. Mà có cái gì? Để ta xem. Là tiêu ạ. Ở đây chẳng kiếm cái gì ăn hay là chơi cái gì đi. Chơi á? Chơi thì bây giờ phải trông quần đàn với sư phụ, chơi cái gì nữa. Chú đi ăn rồi. Anh ơi, thẻ ăn xúc xích đi. Ở đây nếu nó là xúc xích. Cái này thôi, em bỏ xuống nghĩ đi. Vườn đào là sư phụ sao cho em trông. Mất một quả là em bị phạt đấy. Chứ anh không bị phạt đâu mày lo. Giời.
Duy ngay ở đâu đấy? Duy. Ta đang ở trong chiếc đồng hồ. Bạn giới, đệ mong cái cách cứu ta ra đi. Nhưng mà cứu bằng cách nào? Hay là để đệ đập đồng hồ ra nhá. Không được. Đệ mau đến tìm Na Cha, nhà Na Cha cứu ta ra. Na Cha làm sao bằng đệ được? Để đệ gõ nó ra. Không, dừng lại, mau đi tìm Na Cha đi. Rõ ràng anh đang ngang đẩy của chối em nhá. Em cũng biết cái quả đó nó màu hồng vàng vàng nữa nhá. Em đúng chối. Ăn gì đâu? À quên, anh đang ăn cỏ. Ăn đi. Ăn cỏ lúc quá. Để anh đi vệ sinh cái này. Em đây. Rõ ràng là ăn cái gì nhá. Sao cứ giấu, không cho mình ăn cùng với. Tham lam. Em đi nhá. Na Cha ơi, Na Cha, nào, ở đây, tay chân của ngươi đang định làm gì đấy? Thế nào à? À, ta bắt sông rồi nào. Bắt sông á? Vườn đào hạt tiêu này trông á, không bao giờ có một con sông hết. Mà bắt giới ngươi lên đây làm gì? À, Na Cha, đại sư huynh của ta nhưng trong chiếc đồng hồ này rồi. Người giúp ta cứu sư huynh ra đi. Ai đó? Sư huynh của ngươi là tôi không á? Chứ còn ai nữa? Chả nhẽ đại sư huynh của ta là chung chuối à? Ai nhắc đến ta đấy? Bát giới à? Anh chung. Này, sư huynh của chú bát giới là tôi không đấy. Ta bị nhốt trong đây này. Trong đồng hồ nhỉ? Sư huynh nói đi. Na Cha, chung chuối cứu ta. Đấy. Các người nghe thấy chưa? Sư huynh của ta bị nhốt trong đây rồi. Trời ơi, ông khóc đi. Đưa cho nào. Bây giờ kiểu gì? Cứu gì á? Cứu gì? Đập ra. Không đập được. Bây giờ mà đập nhá, đại sư huynh của ta bị nhốt trong đấy vĩnh viễn luôn đấy. Không đâu. Na Cha, cùng chuối, cứu ta. Biết rồi, nhưng mà cứu người ta kiểu gì? Chứ bây giờ mình không đập được thì hay là mình chui vào đây đi. Đúng rồi ấy. Hay là hai người vào xong rồi cứ gọi sư huynh ta ra đi. Hay quá. Ê, sao người không chui vào đây mà cứu? Bây giờ ta mà vào thì ai trong đào? Đúng không? Hợp lý. Chui này. Hai người đi vào đây đi. Vào đây. Nhớ cứu lại sư huynh ta ra nhé. Để đây. Đào, đào. Trời ơi, chung chuối, Na Cha, hai người cũng vào đây thì cứu ta ra kiểu gì? Bọn ta vào được ấy thì ăn sẽ ra được, mình không phải lo. Đúng rồi đấy, bây giờ là tìm được ra thôi. Vô ích thôi. Hả? Ta đã tìm đủ mọi cách rồi, nhưng mà không ra được. Vớ vẩn, vào được ấy là phải ra được. Chắc chắn đâu đó xung quanh đây có một cái lỗ hổng ra. Đúng. Mọi người ra đây, nhanh. À, dạ. Nhanh lên. Nó lên, đi. Anh lên được làm gì anh? Nắm tay nhau vào. Làm gì? Bay. Được rồi. Bay ra ngoài. Không bày được. Dạ. À, anh Trung ơi, em có cách rồi. Cách gì? Cái gậy của người ấy, mang cho tao mượn. Còn người thì mượn cái gậy để làm gì? Thì dùng cái gậy của người ấy, để chọc thủng với trần đồng hồ này cũng được đó. Ý kiến hay. Đúng rồi. Hả? Để ra. Cái đâu? Cái đầu thế, đây. Trời ơi. Đấy. Chà. Sao? Ui, các anh ơi. Nhìn kìa. Ủa ơi, nó không làm sao cả. Rồi. Ui,
ta giúp với. Lệ làm gì hả? Quáng à cháu ơi, quáng à. Ôi, anh ơi, anh có sao không đấy? Quả vớ vẩn, thử bị sát giật xem có bị sao không? Điều sao? Mà này, cách này không được rồi. Mấy cái khác. À đúng rồi. Anh Trung, thử bước của anh đâu? Hả? Làm gì? Vì em nghĩ nhá, cái gậy này nó không còn thua. Chỉ có cái búa của anh là nó khỏe thôi. Cái gậy này, giải cho tổ không rồi. Quáng. Cứ đi. Được. Anh Trung, búa của anh đâu? Búa? Làm gì? Để vận động chứ còn gì nữa. Được rồi, cứ đừng học đấy. Ừ. Đi, không đưa lên đưa em. Cẩn thận đi, giật đấy. Gì gì em, không giật. Anh Trung ơi, đây nhường anh. Được rồi, thế hai người tránh nhá, nó ra rồi. Tránh ra cửa. Hôm nay gan sàn. Nhẹ. Ơi. Sao mẹ nó sao mẹ nó ta đã bảo các ngươi rồi, ta đã dùng mọi cách không thể ra khỏi đây được. Không tìm vào chúng tôi, ta không đập nữa đâu. Thế mình là ta nghỉ đây mà không sao đâu, cái nào tín nữa sư phụ không tìm thấy ta đến tìm mình. Đúng rồi, chắc là sư phụ không thấy, sư phụ sẽ đi tìm thôi. Yên tâm đi, đừng khóc nhé. Ta không sao chỗ chuyện này, kiểu nó có tinh thần đồng đội. Mẹ này, ngồi xuống đây thôi, đợi sư phụ đi cứu sao? Thế thì ngồi xuống đỡ mẹ. Quái lạ, Na Cha và Trung Chuối đi đâu mà để ba giới ở đây ăn đảo thế này? Quá thôi. Hằng anh nhỉ? Ngươi làm gì ở đây đấy? Ta ở đây trông đảo, ngươi không thấy à? Ngươi ra ngoài, đừng làm phiền ta. À, cô lợn này, lan Na Cha về, ta sẽ mách với Na Cha, cho Na Cha đánh trộm, chừa cái tội ăn trộm đảo của ngươi. Này, đừng nghe linh tinh, sư huynh của ta lại nhốt trong đấy đấy. Sư huynh nào của ngươi, đồng hồ này ta nhận được là của ta. Nhưng mà trong cái đồng hồ này nó cũng chạy. Tay ra cao lên trời, tay song song mở vai, hít thật tiếp. Dạ, nhưng mà này,
có chắc là nó trúng độc không? Chắc chắn luôn. Đi thôi. Wow, không khí thật là trong này. Anh trai của em ạ. Hả? Cái chỗ này nó rất là trong này. Ừ. Trừ một điều, tự nhiên anh đến cái nó ô nhiễm. Đúng rồi. Cô kia, hiểu anh. Anh thương đúng không? Còn hơn cái đứa ấy, chân á, vừa chạm xuống nước biển hát cá chết nổi phễu lên. Thế vì sao? Chân quá thôi. Ô, thế anh Trung ơi, trong ba anh em mình, mỗi em là không có điểm gì xấu nhỉ? Không có điểm gì xấu đâu. Cho cần tật đánh đắng của cậu cả thế giới này biết. Ô, không phải chê nhau cái gì cả. Ba anh em mình không ai là người hoàn hảo. Nên ấy, hôm nay được này, anh mình phải chơi xả láng đi chứ. Được không? Ừ, biển, anh đến đây. Ô, trời ơi. Anh Trung, anh không đợi em à? Anh em là Trung Vương, đi đâu có bọn mình. Ô, trăng hôm nay vừa tròn lại vừa to. Xin lỗi vì đã chen ngang một kỳ nghỉ của các bạn, nhưng tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho các bạn đây. Ồ, hai nhiệm vụ, hai quan trọng. Nhiệm vụ gì đâu trưởng ơi? Trong lúc các bạn tận hưởng kỳ nghỉ thì đã có một số khu vực đang bị tàn phá mà không rõ nguyên nhân. Tôi cần các bạn đi điều tra. Ừ. Thưa đội trưởng ơi, cái tổng bộ nhà mình có bộ đội một em được à? Thì thì cái gì? Bảo đội trưởng bao nhiêu lần rồi là thuê thêm người nữa đi. Không, tiết kiệm tiền cơ. Mà này, mà lương mình có được cao đâu. Đúng rồi, dành dụng bao nhiêu lâu mới có đủ tiền đi du lịch. Chưa kịp tắm này. Chưa kịp tắm ra dùng đi nước. Nào phải về. Này, đội trưởng là phải bồi thường tiền vé cho bọn em ấy nhá. Được rồi, các bạn cứ hoàn thành nhiệm vụ đi. Tôi hứa sẽ tặng các bạn một chuyến du lịch Dubai. À không, đi Hawaii nhá. Ê giời ơi. Anh Trung mà kêu, không nghe câu này quen quài đâu. Ủa, quen quá chứ. Nghe, ngon cả tai rồi. Không có lần nào được đi đâu mà. Thôi, chấp nhận thôi. Vì dân chúng, chúng ta quyết tâm. Đúng, ai bảo chúng ta chọn cái nghề này làm gì. Thôi đi bạn. Thế bạn di chuyển. Bạn thì thuốc của tớ có đẳng cấp không? Thuốc xịn đấy. Cứ hàng đêm sẽ biến thành người sói và đi phá hoại hết mọi thứ. Ủa, sao cái gì mà tạt phá nguyên đàn nhỉ? Ta tạch như thế này. Kẻ đã gây ra những chuyện này chắc hẳn không phải là người tầm thường. Anh Trung, anh có cách nào để tìm ra tung tích của hắn không? Ừ, anh cũng vừa ấy về. Anh làm sao biết được? Mà anh Tiêu Linh Nhi, hai đứa dùng sức mạnh của hai đứa đi. Đi tìm xung quanh như thế nào. Vâng ạ. Thế bà, hãy nhớ là sức mạnh. Anh Trung, bọn em đi trước nhá. Hai đứa nhớ cẩn thận đấy. Vâng, có gì bọn em sẽ báo anh. Mình mẹ lang thang giữa đường như này. Chạy từ đây đến giờ, sao không thấy cái gì nhỉ?
mình nhìn thấy cái kính này quen quen nhỉ? Bây giờ gặp anh Trung rồi. Sao rồi? Anh Trung ơi, em tìm vòng quanh đây rồi nhưng mà chẳng thấy cái gì cả. Ôi, nhìn nhìn về rồi, anh Trung hả tiêu? Ừ. Em tìm mấy cái kính. Chiếc kính này là của Thành Ngáo. Hay, nó gặp nguy hiểm rồi. Anh Thành á? Có khi anh ấy gặp nguy hiểm rồi. Anh Trung ơi, bọn mình đi tìm anh ấy đi. Kể đây mà. Này, ui! Làm gì đấy? Tao đang tập hăn. Mày, hả? Thành Ngáo, cái kính này có phải của mày không? Đúng rồi, kính của tao. Sao mày lại có nó? Nhìn nhìn tìm được ngôi làng bị phá hủy anh ạ. Ngôi làng phá hủy? Sao kính của anh lại ở đây? Em biết đâu. Ô, Thành Ngáo, tại sao mày ở đây? Mày không nghe thấy tiếng động ở đấy à? Không. Mà này, tao cảm thấy lạ nha. Tối tao ngủ nhà, xong sáng tao lại ở ngoài đường. Tối lúc nào cũng biết luôn. Anh Trung ơi, có khi nào anh Thành bị ông Du không? Lại, Thành Ngáo, vậy mày có nhớ cái gì về cái tối qua không? Có, này nhá, tao mơ tao trở thành con sói, phá hủy hết ngôi làng bên cạnh trong một nốt nhạc. Sói đấy. Có khi nào mày là người sói nhở? Anh Thành nhớ đuôi thế kia, làm sao mà thành người sói được? Biết đâu nó đột biến gen, ai biết được. Mà muốn sói hiện thân ấy, là phải có mặt trăng. Ồ, mình đã hoặc mặt trời rồi. À, sang nửa quán đầu bên kia. Đúng rồi, theo tao. Đi đâu? Tao là tập ăn. Không. Anh Thành ơi, anh cứ đi với bọn em đi. Bọn em sẽ có một vài chất ăn cho anh. Thôi, đi. Theo ba di chuyển. Wow. Wow. Anh Trung ơi, trăng bị mây che mất rồi, sáng quá. Không sao, anh có cách. Mà trăng đây rồi. Nhìn nhìn, hả? Cậu xem anh Thành có móng vuốt rồi. Hả? Anh Thành, để tôi xem. Há mồm ra em xem có răng nanh không nào. Há mồm ra. Anh nói không sai mà. Thành Ngáo, đi dậy đi. Ổn rồi, hai đứa đi tìm nguyên nhân đi, ở đây để anh lo. Vâng ạ, nhìn. Phá hoại được con nửa trái đất rồi đấy. Bạn ơi, hay là người soi đến đây? Đúng rồi đấy. Đi ra nào. Tao gặp thẻ bài, mất ra đây. Cùng tập hóa nát cái hai người bây giờ. Hóa ra là đôi đặc nhiệm thẻ bài à? Các người đến đây làm gì? Khai mau, các người đã làm gì anh Thành? Bọn tao có làm gì đâu, các người vô lý mà thôi. Đúng rồi đấy, sau khi biến Thành Áo thành người sói, bọn đã xoáy hết dấu vết rồi, làm gì còn chứng cứ? Chứng cứ đâu? Gì? Lọ hết rồi. Bọn gào thuốc giả tới đây, nếu không phá nát cái động này. Có giỏi thì các người phá đi. Các người ngoan cố à? Vậy thì đừng trách ta không đưa tay.
Bạn ơi, bạn đi rồi à? Em đâu hả? Em đâu hả? Em đâu hả? Mau ra phúc giả ra đây, thì tao tha mọi người. Vâng. Mau lên. Vâng. Con thu giả rồi, về luôn. Cái mày, trói buồn. Mệt à? Anh Trung ơi, em mang được thuốc giả về rồi. Đây rồi. Anh Trung ơi. Kiểu. Gặp tiếp. Này. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Rồi. Mà thuốc gì ấy? Thuốc á? Thử. Phòng. Cún dạ. Thế. Cún dạ. Sao lại là cún dạ? Thì cứ biết thế. Anh không cần hiểu đâu. Này, anh em mình giờ đi về. Hawaii. Đi học ở đây. Ở nhà. Đi Hawaii phải cho thành áo này đi về chứ. Ở đây.